Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Tin khẩn cấp, ông Tập Cận Bình tức giận đùng đùng cho quân phóng hỏa thiêu trụi 9 tàu sân bay USS của Mỹ để trả thù Tổng thống Joe Biden vì đã đặt bút ký phê chuẩn đạo luật về Hồng Kông, bất chấp lời cảnh báo từ phía Bắc Kinh mấy ngày trước đó. Thưa quý vị, theo tờ báo của Hồng Kông đưa tin, vào đúng 1 giờ 30 phút, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã đặt bút ký thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền ở Hồng Kông, bất chấp những cảnh báo đanh thép từ chính quyền của ông Tập Cận Bình trước đó. Hành động đặt bút ký sắc lệnh của Tổng thống Biden thông qua luật biểu tình và cấm xuất nhập khẩu vũ khí cho cảnh sát Hồng Kông đã giáng một đòn chí mạng lên người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, thổi bùng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc và nó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa Bắc Kinh và Washington. Theo giới thạo tin cho biết, ngay sau khi biết Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã đặt bút ký đạo luật về Hồng Kông, bất chấp những cảnh báo từ phía Bắc Kinh trước đó, thì ngoài Biển Đông, quân đội của ông Tập Cận Bình đã cho phóng 100 quả tên lửa lên 9 tàu sân bay USS của Mỹ để trả đũa, làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington trên chiến trường Biển Đông và vấn đề về Hồng Kông. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết, hôm qua Nhà Trắng đã ra thông báo xác nhận thông tin Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ký thành luật hai vấn đề với cả Hồng Kông. Một là đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông năm 2009, hai là đạo luật cấm xuất nhập khẩu và thiết bị vũ khí đặc biệt cho cảnh sát Hồng Kông. Theo giới quan sát cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất xối máu và lên phương án trả thù Mỹ vì Tổng thống Joe Biden đã coi thường những cảnh báo trước đó mà phía Trung Quốc đã đưa ra. Được biết, trước đó, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ra cảnh báo với Mỹ rằng nếu như phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục can thiệp và nhúng tay vào chuyện Hồng Kông, thì Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ và Trung Quốc sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh với cả Mỹ. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Bưu điện Hoa Nam cho biết, trước lúc ông Biden ký ban hành luật với Hồng Kông, thì ở ngoài Biển Đông, Hải quân, quân đội của Hoa Kỳ đã cho hạm đội Thái Bình Dương điều 9 tàu sân bay USS mang theo tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông, giáp với cả eo biển Đài Loan, gần phía cảng của Hồng Kông để tạo ra uy lực và gây áp lực với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Hành động đó, nó diễn ra vào đúng thời điểm chính quyền của ông Tập Cận Bình đang sôi máu, không biết phải làm sao với ông Biden, thì cơn chút giận đã đến. Dưới lệnh của chính quyền ông Tập, Hải quân, không quân của Trung Quốc đã cho phóng 100 quả tên lửa về phía 9 cơ tàu sân bay USS của Mỹ và cuộc đụng độ căng thẳng xảy ra trên Biển Đông. Hai bên tiếp tục nã tên lửa vào nhau, không bên nào chịu khuất phục bên nào và căng thẳng mỗi lúc một leo thang. Thưa quý vị, theo giới phân tích cho biết, gần một năm trở lại đây, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden liên tục giáng những cú đòn đau lên đầu ông Tập Cận Bình vì tội ngông cuồng muốn ức hiếp các nước nhỏ trong khu vực Đông Nam Á và muốn thống trị thế giới bằng những toan tính hơn người. May thay, thế giới đã có nước Mỹ, có Tổng thống Joe Biden đã mạnh tay trừng trị phía Trung Quốc, trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình để ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn nhằm độc chiếm Biển Đông, thôn tính Đài Loan và Hồng Kông nhằm mục đích thống trị thế giới. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề thương mại và Miền Đông chưa kịp lắng xuống, thì chuyện của Hồng Kông lại nổi lên. Những gì đang diễn ra tại Hồng Kông đã khiến cho phía Trung Quốc đau đầu bởi vì Tổng thống Joe Biden vừa tuyên bố ký sắc lệnh với đạo luật về Hồng Kông. Liên minh châu Âu-EU và Mỹ đã buộc Trung Quốc phải đối phó với câu chuyện của Hồng Kông như một thách thức mới về đối ngoại. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ tại sao chính quyền ông Tập Cận Bình lại tức điên người cho dội 100 quả tên lửa lên 9 cơ tàu sân bay USS của Hoa Kỳ ngoài Biển Đông. Để phản đối việc Tổng thống Mỹ ông Joe Biden ký ban hành luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ký thông qua hai dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông bất chấp sự phản đối của phía Trung Quốc, trong lúc hai nước đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại. Theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, đạo luật mới được ông Trump ký cho phép phía Washington dừng tình trạng thương mại đặc biệt của Hồng Kông. Dựa trên xem xét hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc liệu đặc khu này có duy trì đủ mức tự trị theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ hay không.
Tổng thống Joe Biden cũng đã ký ban hành đạo luật bảo vệ Hồng Kông. Đạo luật này sẽ cấm bán đạn dược như hơi cay và đạn cao su cho giới chức đặc khu Hồng Kông, đặc biệt là giới chức cảnh sát. Theo các nhà quan sát cho biết, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden rất khôn khéo khi sử dụng phương pháp vừa đấm vừa xoa lên ông Tập Cận Bình. Một mặt ông ký sắc lệnh ban hành đạo luật với Hồng Kông, mặt khác ông nói xoa dịu ông Tập Cận Bình bằng cách nói như sau: "Tôi ký ban hành những dự luật này xuất phát từ sự tôn trọng với cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người dân của Hồng Kông. Những luật này được ban hành với hy vọng các nhà lãnh đạo và đại diện của Trung Quốc cũng như Hồng Kông sẽ có thể giải quyết một cách thân thiện những bất đồng để dẫn tới Hồng Kông thịnh vượng và hòa bình lâu dài cho tất cả." Thưa quý vị, trước đó Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ để phản đối việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật đạo luật dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình triệu tập Đại sứ quán Mỹ và chỉ trích rằng Hoa Kỳ đang nhúng tay sâu vào nội bộ vấn đề của Trung Quốc. Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden tuyên bố ủng hộ người biểu tình chống chính quyền Hồng Kông, phe vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng quận ở đặc khu này. Mặt khác, ông Biden cũng nhấn mạnh mối quan hệ rất tốt với cả Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình và hai nước sắp đặt một giải pháp cho chiến tranh thương mại song phương. Thưa quý vị, biểu tình chống chính quyền ở Hồng Kông kéo dài suốt đến tận bây giờ mà chưa có hồi kết và từ đó tới nay đã xảy ra không ít lần đụng độ giữa người dân và cảnh sát. Người biểu tình lo sợ khả năng Bắc Kinh sẽ can thiệp sâu vào quyền tự do với cả Hồng Kông. Điều đó nó sẽ làm phá vỡ sự cam kết cho Hồng Kông khi nước Anh đã trao trả lãnh thổ này cho phía Trung Quốc vào năm 1997. Thưa quý vị, có rất nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã sử dụng cách ngoại giao cực kỳ khôn khéo với cả Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Họ nói rằng Tổng thống Biden đã vừa đấm vừa xoa ông Tập Cận Bình, làm cho ông Tập vừa say ngủ vừa mê sảng. Cho đến cuối tuần trước, khi Tổng thống Mỹ vẫn còn nói ông có thể sẽ không ký luật vì ông coi Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình là bạn thân và ông phải cân nhắc các lợi ích cạnh tranh trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, hai dự luật về Hồng Kông được Quốc hội Mỹ thông qua hồi đầu tuần trước nhận được nhiều sự ủng hộ của các dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc hai đảng của phía Hoa Kỳ. Và cuối cùng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đặt bút ký xác nhận luật dân chủ và nhân quyền cho Hồng Kông, khiến Trung Quốc tức giận. Theo luật này, thì Hoa Kỳ có thể áp dụng cấm vận đối với cả các quan chức của Trung Quốc và Hồng Kông bị xác định vi phạm nhân quyền. Luật cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hàng năm phải xem xét tình hình ở Hồng Kông, đảm bảo khu vực này có được tự do đặc biệt. Nếu không, Washington sẽ rút lại các quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông. Theo hãng CNN đưa tin, ngay sau khi Tổng thống Mỹ ông Joe Biden ký dự luật với Hồng Kông, thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã ngay lập tức có những phản ứng kịch liệt và chỉ trích việc Tổng thống Mỹ ông Biden đã ký thành luật và can thiệp nghiêm trọng vào việc chuyện riêng và chuyện nội bộ của Trung Quốc với Hồng Kông và phía Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế và các tiêu chuẩn cơ bản trong quan hệ quốc tế. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc gọi đây là hành động bá quyền và chính phủ của ông Tập Cận Bình coi Mỹ như là kẻ thù và điều đó đã xảy ra ngay tại Biển Đông khi chính quyền của ông Tập đã cho quân đội và hải quân của Bắc Kinh bắn 100 quả tên lửa lên 9 con tàu sân bay của Mỹ để trả thù. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Phó Tổng thống Mỹ Harris lên án Trung Quốc tiếp tục hăm dọa láng giềng. Trong ngày làm việc thứ hai tại Singapore, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã cáo buộc đích danh Trung Quốc hăm dọa các nước láng giềng ở Biển Đông. Phát biểu ngày 24 tháng 8 năm 2021, bà Harris khẳng định Hoa Kỳ biết rằng Bắc Kinh tiếp tục ép buộc đe dọa và đưa ra yêu sách đối với phần lớn Biển Đông. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ bác những yêu sách của Trung Quốc vì trái pháp luật và đã bị tòa trọng tài thường trực bác bỏ năm 2016. Ngoài ra, bà Harris cũng lên án những hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự thế giới dựa trên luật pháp và đe dọa chủ quyền của các nước trong vùng. Theo AFP, bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ phản ánh rõ cái nhìn của Hoa Kỳ về Đông Nam Á, khu vực được Washington đánh giá là quan trọng trong chính sách xoay trục sang châu Á để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Trước đó, ngày 23 tháng 8, bà Kamala Harris đã nhắc đến điểm này khi thăm chiến hạm Mỹ tại căn cứ hải quân Changi ở Singapore. Một phần lớn lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết về chính khu vực này. Phía Trung Quốc đã có phản ứng ngay lập tức về phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Ngày 24 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cáo buộc Mỹ tùy tiện bôi nhọ, đàn áp, ép buộc và bắt nạt các nước khác mà không phải trả giá để bảo vệ mục tiêu nước Mỹ trên hết. Việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan được Trung Quốc nêu làm ví dụ về chính sách đối ngoại ích kỷ của Washington.
Trước đó, bà Kamala Harris cũng khẳng định Hoa Kỳ cam kết lâu dài ở châu Á như để trấn an các đối tác khu vực về tình trạng di tản hỗn loạn ở Afghanistan sau khi Mỹ quyết định rút hết quân trước ngày 31 tháng 8. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.